Ngay sau buổi giao dẫn quân ngày 16 tháng 2, Trung đoàn Bộ binh 971, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã tổ chức tiếp nhận 254 chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2022 của thành phố Đà Nẵng, tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk về đơn vị tham gia huấn luyện. Sau khi biên chế về từng tiểu đội, trung đội, các chiến sĩ được bố trí nơi ăn ở. Bên cạnh đó còn được tiểu đội trưởng hướng dẫn cách mang mặc quân phục, sắp xếp trật tự nội vụ, vệ sinh, từng bước làm quen với môi trường quân ngũ. Bản thân tôi khi bước vào quân ngũ, tôi cảm thấy ở đây rất là một không khí rất trong lành. Đây là một tiền đề rất tốt để cho tôi phát triển và yên tâm ở đây công tác học tập. Tôi sẽ cố gắng rèn luyện, phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Bản thân tôi sẽ hết lòng hỗ trợ, giúp đỡ cho các đồng chí chiến sĩ mới hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và cũng như tạo được một môi trường thi đua lành mạnh để các đồng chí có thể thực hiện tốt trong quá trình công tác tại đơn vị. Ngay từ trước Tết Nguyên đán, đội ngũ cán bộ khung huấn luyện đã tổ chức tập huấn, soạn thảo và thuộc luyện giáo án củng cố thao trường, quyết tâm đổi mới phương pháp huấn luyện để mang đến những kiến thức đầy đủ nhất cho chiến sĩ. Đặc biệt là đơn vị chú trọng việc giáo dục chính trị, nâng cao nhận thức tư tưởng cho chiến sĩ ngay từ ngày đầu, tháng đầu, làm sao để chiến sĩ thích nghi nhanh nhất với nề nếp chính quy, chấp hành kỷ luật và quy định của quân đội. Chúng tôi luôn quán triệt từ cán bộ tiểu đoàn đến đại đội, đến trung đội và tiểu đội trưởng là sẽ luôn luôn theo dõi, giúp đỡ các đồng chí chiến sĩ mới từ những việc nhỏ nhất, coi các đồng chí chiến sĩ mới như là những người em trong gia đình. Bên cạnh đó thì chúng tôi sẽ tổ chức nhiều các hoạt động vui chơi, hoạt động thể dục thể thao để tạo cái không khí vui vẻ, phấn khởi để cho các đồng chí chiến sĩ mới có cái tâm thế tốt cũng như có cái niềm tin vui đối với đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nó đảm bảo đạt chất lượng tốt. Dù đã nhiều năm tiến hành huấn luyện chiến sĩ mới, nhưng tất cả cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 971 vẫn luôn chủ động, tích cực làm tốt khâu chuẩn bị về tất cả mọi mặt, để các chiến sĩ có thể yên tâm ngay từ ngày đầu bước chân vào đơn vị, tích cực tham gia học tập, huấn luyện, rèn luyện đạt kết quả cao nhất. Đó chính là nền tảng để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022.